Kính thưa đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kính thưa đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí đại diện các cơ quan trung ương. Kính thưa các đồng chí tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện. Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của danh nhân Triệu Việt Vương, ngày hiển linh của di của chính Đức Thánh Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân tổ chức hội thảo khoa học danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Chảnh. Sau một buổi sáng làm việc tích cực với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tình cảm và khoa học, hội thảo khoa học danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Chảnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân tổ chức đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có lời chào mừng các đại biểu. Hội thảo đã được nghe 9 ý kiến tham luận trong tổng số 27 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý của Trung ương, các cơ quan, địa phương trên các lĩnh vực khảo cổ học, Hán Nôm, lịch sử, văn hóa học và giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam kết luận nội dung hội thảo khoa học. Các ý kiến tham luận và kết luận nội dung khoa học của hội thảo đã tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của danh nhân Triệu Việt Vương trong lịch sử dân tộc thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược nhà Nương, nhà Hậu Trần, Trần Bá Tiên 557 đến 589, tầm vóc ý nghĩa lịch sử to lớn của thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Nương dưới sự lãnh đạo của Triệu Việt Vương, giành lại độc lập và bảo vệ độc lập dân tộc, khẳng định tài năng nghệ thuật quân sự của danh nhân. Hội thảo cũng đánh giá những giá trị lịch sử văn hóa của hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích, các sắc phong, các lễ hội liên quan về danh nhân Triệu Việt Vương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các địa phương như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương. Trên cơ sở đó đã rút ra bài học trong cuộc sống hôm nay, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, lễ hội liên quan tới danh nhân Triệu Việt Vương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, tôi trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của các nhà khoa học lịch sử Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân, của giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, của thiếu tướng Phạm Văn Huấn đã tích cực phối hợp với tỉnh Hưng Yên chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công hội thảo. Trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia đã dành tâm huyết nghiên cứu về danh nhân Triệu Quang Phục và tình cảm với tỉnh Hưng Yên, đã đóng góp các tham luận, các ý kiến phát biểu, thảo luận rất thiết thực, bổ ích, góp phần quyết định vào thành công của hội thảo. Đây là những ý kiến quý giá để xây dựng phương án tổng thể, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, lễ hội gắn với danh nhân Triệu Việt Vương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân, các đồng chí đại diện các cơ quan của Trung ương, các ban bộ ngành, các tỉnh bạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các huyện, các đơn vị khách quý đã về dành tình cảm, tâm huyết, khoa học, tham gia và đóng góp vào thành công của hội thảo. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Hưng Yên là tỉnh có truyền thống văn hiến lâu đời, nơi sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt và danh nhân văn hóa, được sử sách lưu danh. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các cơ quan của Trung ương tổ chức nghiên cứu hội thảo khoa học về một số danh nhân tiêu biểu như Linh Nhân Hoàng, Thái Hậu Ỷ Nam, Tướng quân Phạm Ngũ Lão, Tể tướng Nguyễn Trung Ngạn, Hải thượng Nã Lâu Lê Hữu Trác, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh, Trung tướng Nguyễn Bình, Tướng quân Nguyễn Tiên Thuật. Và hôm nay, cuộc hội thảo khoa học về danh nhân Triệu Việt Vương đã khẳng định truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Hưng Yên. Kết quả hội thảo khoa học danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Chảnh là rất quan trọng, đáng phấn khởi, nhưng còn những vấn đề cần thêm thời gian, có sức, công sức để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về một giai đoạn rất quan trọng của lịch sử nước nhà, cách ngày nay gần 15 thế kỷ, về những công lao to lớn của danh nhân Triệu Việt Vương đối với công cuộc chống giặc ngoại xâm, tiếp nối sự nghiệp của nhà Lý Nam Đế xây dựng nhà nước Vạn Xuân,
giữ nền độc lập cho đất nước gần 3 thập kỷ và hệ thống di tích lịch sử gắn với danh nhân Triệu Việt Vương tại Hưng Yên và các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng về căn cứ Dạ Trạch, một địa danh rất đặc biệt của đất nước gắn liền với truyền thuyết Chử Đồng Tử Tiên Dung, một huyền sử về tình yêu và thể hiện khát vọng vươn lên trong cuộc sống của nhân dân. Địa danh nơi Triệu Việt Vương đánh thắng giặc Lương, giặc Trần, Trần Bá Tiên là một anh hùng ca của Trung Quốc thời bấy giờ, nơi Lê Hoàn đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Tống tại vùng đất Tây Kết Hàm Tử thế kỷ thứ 10, nơi tại triều đại nhà Trần diễn ra trận thắng quân Nguyên Mông của quân và dân Đại Việt do Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chỉ huy ở bãi Mạn Trù, cửa Hàm Tử, bến Tây Kết năm 1285, nơi tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đặt căn cứ cuộc khởi nghĩa Bãi Sạn khám phá ở thế kỷ 19. Từ kết quả của cuộc hội thảo hôm nay và những vấn đề nêu trên, Ủy ban nhân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp các ngành đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các cơ quan trung ương tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và các địa phương khác thống kê, hệ thống hóa các di tích, lễ hội, thần tích, sắc phong gắn với danh nhân Triệu Việt Vương, kết nối xây dựng các tour, tuyến du lịch phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh tham quan, chiêm bái, tìm hiểu, sưu tầm tài liệu, hiện vật, thư tịch cổ liên quan đến nhà nước Vạn Xuân, danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch để trưng bày, giới thiệu phục vụ nhân dân, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, tuyên truyền giới thiệu đầy đủ, chính xác về danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch, phối hợp với các địa phương trong tỉnh nơi có di tích gắn với danh nhân Triệu Việt Vương xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích để xứng tầm với công lao của danh nhân, đồng thời đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng di tích theo quy định của luật di sản văn hóa, phối hợp với huyện Khoái Châu tranh thủ ý kiến tham gia của các nhà nghiên cứu tham khảo các lễ hội gắn với danh nhân Triệu Việt Vương ở các tỉnh, thành phố, hướng dẫn nhân dân địa phương khôi phục lễ hội truyền thống, biên tập xuất bản cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch, đồng thời có kế hoạch là xuất bản, nhưng đồng thời cũng phải là như các đồng chí hội thảo khoa học này đã nêu là chúng ta phải tuyên truyền rồi cấp hoặc là các hình thức để bán để làm sao những cái quyển sách khoa học này được đến tay những người khoa học cũng như là những người dân để hiểu sâu sắc hơn về mảnh đất con người Hưng Yên nói chung và đối với danh nhân Triệu Việt Vương nói riêng. Ủy ban nhân huyện Khoái Châu sớm hoàn thành có kế hoạch tổ chức khánh thành dự án xây dựng đền thờ danh nhân Triệu Việt Vương tại xã Dạ Trạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, coi đây là vinh dự, tự hào và tình cảm tri ân đối với danh nhân của quê hương, danh nhân Triệu Việt Vương, chủ trì phối hợp với các sở văn hóa, thể thao, du lịch xây dựng kế hoạch đầu tư, tài chính, tổ chức tuyển chọn mẫu tượng danh nhân Triệu Việt Vương để đầu tư xây dựng sớm nhất, thành lập bộ máy quản lý di tích để thực hiện tốt công tác tu bổ, tôn tạo, khai thác, phát huy giá trị của các di tích thờ danh nhân trên địa bàn huyện, nhất là tổ chức lễ hội tại đền thờ Triệu Việt Vương ở Dạ Trạch nhằm tưởng nhớ danh nhân Triệu Việt Vương với các nghi lễ truyền thống tốt đẹp nhất. Phối hợp với các sở ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch của tỉnh về bảo tồn tôn tạo di tích Đa Hòa Dạ Trạch gắn với phát triển du lịch, từng bước xây dựng khu di tích này và đền thờ danh nhân Triệu Việt Vương trở thành điểm quan trọng tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách. Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Chử Đồng Tử Tiên Dung, xây dựng phòng truyền thống giới thiệu về cuộc kháng chiến chống giặc Lương do Triệu Việt Vương lãnh đạo. Đối với Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Ủy ban huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục ngoại khóa đối với học sinh sinh viên thông qua việc tham quan tìm hiểu các di tích, các nhà tưởng niệm, lưu niệm danh nhân, bảo tàng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh, trong đó có các di tích gắn với danh nhân Triệu Việt Vương, giáo dục môn lịch sử truyền thống của địa phương tại các cấp học, đặc biệt chú ý tới truyền thống văn hiến, cách mạng, các danh nhân, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh, qua đó bồi đắp truyền thống cách mạng, văn hiến và lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tỉnh Hưng rất mong
nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các quý vị đại biểu ở trung ương cũng như các tỉnh bạn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hóa của tỉnh nói chung và danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch nói riêng. Chúng tôi coi đây là việc làm rất quan trọng, góp phần tạo thêm động lực chính trị, tinh thần để toàn Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp, xứng đáng là quê hương của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các danh nhân của đất nước cũng như của tỉnh. Kính chúc các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.